Mời đại chúng chúng ta ngồi lại thật là thoải mái, ngay ngắn, trở về với hơi thở của mình. Chúng ta lắng nghe ba tiếng chuông rồi chúng ta bắt đầu tối hôm nay. Thành ra không biết tính làm sao đây, để tính ngày sang năm là nó mắc lời nữa. Thôi cố gắng làm được tới đâu hay đến đó, và nếu có thể thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái phần sau khi chúng ta tổng kết. Thì câu hỏi thứ nhất là, thưa thầy, đối với Tây y thì nói đến gan nóng thì họ không giải thích được, xin thầy hướng dẫn và cách nghĩa rõ tại sao có gan nóng bên Đông y và cách điều hòa ra sao. Thì thưa đại chúng là chúng ta đang bị kẹt nha. Tức là như chúng tôi có thưa với đại chúng đó, là mình bị kẹt trong cái hình tướng khá nhiều nha. Thì mình đã học được các cái tầng năng lượng của vũ trụ rồi nha. Tức là chẳng hạn như bốn cái yếu tố căn bản của vũ trụ là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Thì như vậy chẳng hạn như hai cái tầng này là hai cái tầng năng lượng vi tế ha, tức là hai cái loại thể chất vi tế trong cái thân tứ đại của mình. Nên nhớ mình đang nói bốn yếu tố này là bốn yếu tố để hình thành cái thân vật chất của mình nha, chứ chưa nói đến cái thân phi vật chất. Nhưng mà bởi vì hai cái yếu tố này nó rất là vi tế, thành ra nó không có hình tướng rõ ràng, và càng không có hình tướng rõ ràng bao nhiêu thì nó càng lại thông thoáng, mênh mông và khó tìm, khó thấy, khó giới hạn nó. Thành ra y học hiện đại nói riêng và cái đời sống ngày nay của thế giới phương Tây nói chung, mình bị dựa dẫm vào cái hình tướng quá nhiều nha. Tức là mình bị dựa dẫm vào hai cái tầng năng lượng thấp, hai cái thể vật chất thấp. Thành ra chẳng hạn như khi mình nói lấy ví dụ cái gan của mình nó bị nóng, tức là gì? Cái thể năng lượng nó không có lưu chuyển, nó bị bế tắc lại. Các cái sự truyền thông của các tế bào gan nó bị bức bách, nó bị tù túng. Thì hai cái tầng ở trên này nó không có biểu hiện rõ ràng, không có cân đong đo đếm, không có chụp hình, không có thấy được. Thành ra người ta sẽ chưa phát hiện được cho đến khi nào nó bị rối loạn tới cái tầng thứ ba thấp hơn, thô hơn. Tức là các cái dịch tiêu hóa của mình hay là các cái men gan nó thay đổi, thì lúc đó y học hiện đại mới phát hiện được, phải không? Hay là chờ đến khi nào cái lá, cái tế bào gan của mình nó bị sơ, bị chai, bị cứng, bị teo, bị sưng, bị phù, lúc đó nó chụp được thì nó mới xác định được. Còn khi mình nói tới hai cái tầng trên này nó vô hình quá, người ta không có hiểu, chứ thật ra là nó sẽ đi đến, tức là chính nó là cái nguyên nhân đi đến những cái này. Đó, thành ra khi mình nói nóng gan là mình nói ở cái tình trạng ở phía trên này, chứ không phải nóng ở đây có nghĩa là mình đo vào mình thấy cái nhiệt độ nó nóng nha. Có khi nhiệt độ nó không nóng, nhưng mà nóng ở đây tức là một cái sự bế tắc về cái năng lượng, nó không có thông thoáng. Thành ra mình thấy khi mà những người nóng gan mình bị cái gì, nó vẫn biểu hiện ra ở những chỗ khác. Tức là chẳng hạn như mình nổi mụn, phải không? Nổi mụn ở trong miệng, hay là mình nổi mụn ở dưới cằm, mình lại nổi mụn ở đầu lưỡi, vân vân.
Tức là nó vẫn biểu hiện ở những cái con đường khác, nhưng mà nó chưa tới ngay trực tiếp ngay lá gan. Thành ra y học hiện đại không thấy được cái link đó, cái nối kết đó, cái truyền thông đó. Đó. Thành ra khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta đã học cái ngày hôm trước rồi. Lý do tại sao mà mình phải trong cái quá trình thanh lọc của mình đó, tại sao mình phải chăm sóc cái lá gan kỹ, là bởi vì một mình nó chịu trách nhiệm của nhiều việc, nhiều hệ thống cơ quan quá. Thành ra lấy ví dụ như cái thận của mình nó không thải được chất độc ra, nó bị bế tắc thì nó dội ngược trở lại cái gan này phải đỡ ha. Cái dịch trong người mình nhiều quá nó thải ra không được ha. Thì lúc ấy nó ứ lại, anh gan này cũng phải đỡ. Cái dòng tuần hoàn trong máu mình nó bị vấn đề, nó không lưu chuyển, nó dội ngược lại, anh gan cũng phải đỡ. Cái bao tử mình ăn nhiều quá, mình uống nước chua nhiều quá, mình uống nước có ga nhiều quá, nó không thông được, nó dội ngược lại, anh gan này cũng phải đỡ. Thành ra nó có rất nhiều cái con đường dẫn tới cái sự rối loạn của gan. Hay nói ngược lại, khi cái gan bị vấn đề gì thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cái cơ quan khác nhau. Thành ra muốn điều chỉnh cái này thì mình phải xem hết tất cả những cái cơ quan hệ thống mà có truyền thông với nó, có cái mối quan hệ với nó. Chẳng hạn như mình xem thì coi trực tiếp nhất là cái chế độ ăn uống của mình có đàng hoàng hay không, có đồ chiên, đồ xào, có gia vị hay không. Mình xem mình ăn uống có chánh niệm hay không, có nhiều quá hay không, có nhai nhanh quá, nuốt nhanh quá hay không, vân vân. Tức là mình phải điều chỉnh từ cái trực tiếp trước. Rồi sau đó mình xem thử coi mình ăn có nhiều chất đường và ăn nhiều chất mỡ hay không, tim mạch mình có vấn đề hay không, cái vấn đề hít thở của mình có thông, có sâu hay không, vân vân. Thì từ đó mình sẽ điều chỉnh ngược trở lại. Cũng tương tự như vậy, Đông y có nói đến thận âm và thận dương. Con lúc nào cũng bị thận âm suy nhược, xin thầy hướng dẫn cách cân bằng âm và dương của quả thận. Thì không riêng gì âm và dương của quả thận, trong con người mình nha, từ cái tay cái chân của mình, từ cái thận tới gan tới bao tử tới phổi nha, từ cái thể vật chất của mình là gân cơ xương vân vân, thì nó cũng có cái mối quan hệ cân bằng âm dương với các cái thể dịch của mình. Thành ra khi mình đã điều chỉnh là mình phải điều chỉnh hết, chứ không có riêng cái trái thận. Dĩ nhiên mình cũng có cách để điều chỉnh cái thận, nhưng mà mình phải tìm hiểu cái mối quan hệ của nó. Tại vì chúng ta đã biết rằng tất cả các cơ quan trong người mình nó đều có cái mối quan hệ mật thiết với nhau hết. Thành ra có khi một cái này nó bị tổn thương từ chính nó, nhưng mà cũng có khi nó là cái hậu quả của anh chàng khác. Lấy ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói là nếu như cái gan nó nóng thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên gan, nó có thể ảnh hưởng tim và nó có thể ảnh hưởng thận. Tại vì mẹ của gan là thận, mẹ của gan là thận, nhưng mà con của gan là tim. Thành ra khi mà nó bị một cái vấn đề gì, có thể là do mẹ nó tạo nên, cũng có thể là do con nó tạo nên, cũng có thể là tự thân nó có problem. Thành ra khi mình muốn điều chỉnh một cái gì là mình phải biết rõ cái mối quan hệ của nó, thì lúc đó mình mới điều chỉnh được trọn vẹn. Và cái phương thức của nó là trở lại là chúng ta phải thực tập sống chánh niệm, tỉnh thức, để mình có thể lắng nghe nó. Mà cái đó là cái mình đang thiếu nhiều nhất. Mình đang sử dụng nó mà chả bao giờ mình quan tâm tới nó hết. Cái bên ngoài thô thiển như cái tay, cái chân của mình, cái hàm răng của mình ăn hàng ngày, mình đi hàng ngày, mình làm việc hàng ngày, mà mình chả bao giờ để ý tới nó, chả bao giờ quan tâm tới nó, chả bao giờ cảm ơn nó cả. Huống chi là những cái nằm bên trong. Thành ra mình phải tập tỉnh giác nhiều hơn, mình phải tập để ý nhiều hơn, và mình phải tập nói chuyện, thấy không? Cảm ơn nó nhiều hơn một tí xíu nữa. Đó. Thành ra trở lại là muốn điều chỉnh cái này thì quý vị có, sau khi mình lắng nghe mình rồi, mình tìm hiểu chính xác rồi, thì trong cái cẩm nang 2014 đó nha, thì quý vị sẽ thấy một cái hình như cái tập 2 là những cái toa thuốc gia truyền nha, những cái toa thuốc gia truyền.
Còn nếu như mà mình muốn trị bằng cái cách đơn giản thì trong cái tổng nang 2013, cái phương pháp mà ăn uống điều chỉnh nó trở lại bằng chế độ ăn uống, thì mình biết cái thức ăn nào âm, thức ăn nào dương, rồi mình dùng cái đậu đen xanh lòng, mình dùng cái tập luyện của mình, thì trong cái lễ lại khí công ha, cái động tác, ba cái động tác đó đều là để bổ thận ha, đều để bổ thận, bổ xương tủy hết. Thành ra nếu quý vị thực tập cái đó thì quý vị sẽ thấy nó sẽ cân bằng. Và dĩ nhiên tất cả ba cái phương pháp đó mình đều lấy cái nguyên lý rất là căn bản, tức là lên xuống đều phải song hành, tức là mình trở lại cho nó cái sự cân bằng ha, rồi mình làm cho cái khí lực nó lưu chuyển nữa. Thành ra cái phương pháp đó nó giúp giải quyết rất nhiều cái bệnh ha. Thành ra quý vị cố gắng thực tập đều đặn mỗi ngày, tối thiểu là 21 ha. Cho những người già, cho người trung niên là 49, một ngày 2 lần. Ngày ăn cơm 3 bữa mà tập cái này có 2 lần mà lè lưỡi thì rồi. Dạ, 49 là 21 thầy. Người lớn tuổi mới đầu xương khớp cứng là 21, nhưng mà sau khi mình tập luyện xong xuôi mình trẻ trung ra thì mình phải lên tới 49. Mình thì nó là bây giờ thay vì 1 hơi xuống 2 hơi lên thì bây giờ mình có thể là 2 hơi xuống 2 hơi lên, hay là 2 hơi xuống 4 hơi lên, tức là mình có nhiều cách lắm, biết không? Thành ra mình thay đổi chứ cũng không phải là cứng nhắc. Đó là lý do tại sao quý vị thấy là trong tất cả các cái pháp tu, trong tất cả các cái pháp rèn luyện là chúng ta phải mở cho quý vị rất là nhiều, tức là đừng có bị vướng một cái gì cả, tức là mình phải rất là thông minh, rất là linh hoạt. Chứ ngay cả mà mình chấp vào nó, đó là bây giờ mình phải lại 49 cái mà mình bị ép mình thì ngay lập tức nó không được. Mình có thể cố gắng nha, nhưng mà phải lắng nghe cơ thể của mình. Chứ mình ép nó quá thì một lát nó sẽ phản ứng liền. Nó phản ứng thì như vậy nó phản tác dụng nha. Mình có thể cố gắng, nhưng mà cố gắng tới cái mức độ vừa phải thôi. Chứ mình khi mà mình ép nó thì ngay lập tức nó phản tác dụng. Rồi, cây cỏ xước, đậu xăng ở Cali có không? Cái đó, cây cỏ xước thì nó giống như cái cỏ này, hết internet lại thành không có cho quý vị coi đây được. Tức là cái cây cỏ cũng lá mảnh mảnh, chúng tôi nghĩ là có nha, tại vì đất California nó ấm áp, nó giống đất Việt Nam mình, thành ra có cái cây cỏ xước thì nó rất là tự nhiên, nó có. Còn cái cây đậu xăng thì mình phải có trồng thì nó mới lên. Thành ra chúng ta không biết là có ai đem hộp giống qua đây hay không nha. Thì quý vị có thể đi tìm, tại vì chúng tôi chưa có thấy cái cây đậu xăng ở đây, nhưng mà cái cây này nó rất là dễ trồng nha. Lên mạng á, lên mạng, lên Google đánh cái cây đậu xăng vào thì nó ra thôi nha. Thưa thầy, trà thận có phải trị bệnh thận yếu hay không? Trà xê, trà trị bướu não, ung thư mắt, tiếng Việt gọi là gì và mua ở đâu? Cái này chắc lấy trong cái công thức để coi. Ủa, ai xóa mất cái bài đó rồi hè?
đâu mất tiêu cái bài đó à. Cái này là chắc quý vị lấy trong cái phần mà của cái công thức mà mình trị cho các bệnh ung thư chắc, phải không? Hình như cái này là trong cái bệnh ung thư đó. Thì cái này thì chúng tôi không biết là ở Việt Nam có hay không, nhưng mà ngay cả bên Mỹ cũng vậy, chỉ có những cái tiệm mà bán health food store thì nó mới có. Nó có hai loại, một loại là nó làm sẵn ở trong cái gói y như là cái trà dược thảo của mình gì đó. Cái loại thứ hai là người ta bán ở bên ngoài, mình muốn mua bao nhiêu thì mình cân bấy nhiêu nha. Thì ở Việt Nam thì chúng tôi chưa có đi tìm, thì nó không có biết. Câu thứ ba là bệnh suyễn đôi lúc có đờm phải trị như thế nào? Bệnh suyễn thì chắc chắn là có đờm rồi nha. Bệnh suyễn là chắc chắn phải có đờm, không nhiều thì ít thôi. Thành ra cái bệnh này thì nó còn phân, tức là nếu mà trị một cách tổng quát đó, thì chúng ta sử dụng thứ nhất là nghệ vàng, nghệ vàng. Thứ hai là tiết tô. Và thứ ba là ngò om. Thì như cái này, cái công thức này cũng ở trên trên trang Sống Chánh Niệm cũng có. Quý vị vào trong cái bệnh của đường hô hấp đó, thì nó có nhiều cái công thức lắm, mà công thức này là cái công thức tương đối đơn giản nhất, mà nó có hiệu quả chung cho cả suyễn hàn và suyễn nhiệt. Tại vì suyễn thì nó chia làm suyễn hàn và suyễn nhiệt, tức là cái thể tạng nóng và thể tạng lạnh. Đa số thì bị suyễn hàn nhiều hơn, tức là tại vì bệnh suyễn là bệnh của đường hô hấp, và nó do cái âm khí nó tích tụ lại, thành đa số là bị suyễn hàn nhiều hơn. Thì cái này chúng ta chỉ cần lấy một củ nghệ, hay một củ nghệ vàng bằng ngón tay cái, chúng ta rửa sạch để có nguyên vỏ. Xong rồi lấy một nắm khoảng chừng 10, 15, 20 đọt tiết tô, là tiết tô tím á. Rồi cũng vậy, chúng ta lấy khoảng chừng 15, 20 cọng ngò om mà mình nấu canh chua, rửa sạch hết ba thứ. Xong rồi mình bỏ vô khối đá, mình giã cho nát, cho thêm tí xíu muối, tức là bằng khoảng 1/4 muỗng cà phê muối đó, cho vô mình giã thịt nát. Xong rồi mình cho khoảng chừng 250ml nước vô, mình xáo cho đều, rồi mình bỏ một cái miếng vải, mình vắt nước nha. Thì cứ uống như vậy đó, cứ uống như vậy chừng 1 tuần lễ nha, thì nó sẽ có thể là nó sẽ thuyên giảm, hay là nó sẽ từ từ nó sẽ dứt. Nhưng mà cái bệnh suyễn này nó còn một cái nữa là những người nào chúng ta nên nhớ là tất cả các bệnh nó liên quan với nhau. Tức là chẳng hạn như khi mà mình có cái chế độ ăn, quý vị nhớ là 4 cái thân của mình rồi. Khi mà mình ăn uống không đúng cách, mình vận động không đúng cách, thì tất cả những cái tầng thứ nhất sẽ ảnh hưởng tới cái tầng thứ hai. Thành ra chẳng hạn như khi mà mình ăn buổi tối. Buổi tối thường là giờ âm, mà mình ăn nhiều quá, chứ đừng nói ăn đồ âm, quý vị ăn đồ dương. Tức là nếu mà mình ăn buổi tối là nó đã không có cơ hội để đào thải chất độc, thì ngày hôm qua mình đã học cái chu kỳ sinh học rồi, phải không? Ngày hôm qua mình đã học cái chu kỳ sinh học, thì mình thấy là buổi tối là giờ nó đào thải. Và đào thải là đào thải chất độc, chứ không phải là đào thải chất dinh dưỡng. Ban ngày thì nó đào thải chất dinh dưỡng, tức là nó tiêu hao, tức là nó tiêu hao là chất dinh dưỡng, cái năng lượng dương. Còn ban đêm là nó đào thải, nó tiêu hao là năng lượng âm, tức là chất độc. Thành ra nếu như mình đưa vào, tức là mình làm cản trở cái đường của nó, thì nó không ra được, thì nó tích tụ lại. Thì khi nó tích tụ lại thì cứ thế cái chất dịch nhầy nó sẽ gia tăng. Tại vì đó là một cái cách của nó để nó bảo vệ, một cái cách để nó bảo vệ cái đường ống của mình. Thành ra chế độ ăn đêm là đã là một cái nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường tuần hoàn. Kế đến nữa là mình ăn đêm mà mình ăn nhiều nữa, ăn không, tức là ăn đêm rồi ít nhiều gì cũng bị, nhưng càng ăn nhiều bao nhiêu là càng dễ bị bấy nhiêu. Càng ăn đồ âm bao nhiêu là lại càng bị nhiều bấy nhiêu nữa. Thành ra nếu như mà mình có chế độ ăn đêm thì mình phải ăn thịt ít và ăn đồ thịt dương.
Còn nếu như mình còn ăn đêm nhiều, ăn đồ âm nhiều thì chắc chắn nó sẽ bị. Rồi, cái điểm nữa là chúng ta không chịu vận động, không chịu hít thở cho sâu. Thì chúng ta thấy khi mà mình không vận động thì cái dịch của mình nó không có lưu chuyển. Cái dịch của mình không lưu chuyển thì ngay lập tức cái khí của mình nó cũng không lưu chuyển. Thì khi cái dịch mình không lưu chuyển thì lỡ mà cái đàm nó đã ra rồi, nó không được tống ra ngoài, thì càng ngày nó càng đặc hơn. Và lúc đó nó sẽ cản cái đường khí vào ra của mình. Thành lúc đó cái chất đàm nó lại càng ra nhiều hơn nữa. Thành ra thiếu vận động, thiếu hít thở sâu cũng là cái nguyên nhân. Thành ra khi mà trị cái bệnh này thì mình phải làm đồng loạt hết. Chứ còn nếu mà mình chỉ sử dụng cái thuốc để nó giúp cái phần trên không đủ. Đó. Rồi cái công thức mà mình đã nói với quý vị lúc trước rồi, nó rất đơn giản. Tức là chúng ta sử dụng củ cải, củ cải trắng hay là củ turnip. Đó. Nếu mà mình muốn nó mạnh hơn tí xíu thì mình cho vào củ cần, là cái mà mình sử dụng trong thanh lọc đó, hay là cái củ cải ngừa. Cái củ cải ngừa thì nó gần giống cái củ cà rốt đó, tiếng Anh nó gọi là horseradish. Nó gần giống cái củ cà rốt của mình, nhưng mà đầu nó to hơn, đuôi nó teo hơn và nó hơi màu vàng vàng. Thì mình ép nước nó, mình cho tí xíu mật ong vô, mình để chừng vài ba tiếng, sau đó là mình cứ ngậm từ từ cho nó tan xuống cái cuống họng của mình. Rồi câu kế tiếp là bị ù tai. Thì cái này mình đã nói hôm trước rồi, tức là ù tai là do cái thận suy, do cái thần kinh của mình nó bị suy nhược, nhưng mà chủ yếu là do thận. Thưa thầy, em con bị táo bón từ mười mấy năm nay, mỗi tuần chỉ đi cầu hai lần với thuốc sổ thật mạnh, nếu không uống thuốc thì cũng không đi được. Thêm nữa dưới lưỡi của em con hay bị sưng đỏ lên, đau không ăn được, có đi bác sĩ cho thuốc ngọt bớt rồi lại trở lại hoài không hết. Thì giải quyết cái táo bón thôi nha. Tại vì khi mà bị táo bón tức là nó không thông xuống dưới được, thì nó phải dội lên trên là cái điều chắc chắn thôi. Thì quý vị thấy ngay cả mấy bữa nay là quý vị có rất nhiều người không ăn cái gì cả, thấy không, mà không chịu sổ thông ra ở dưới, thì cái khí nó ép lên thôi, cái dịch nó dội lên thôi, là mình đủ thấy tức ngang cái phần dưới này rồi, chứ đừng nó lên tới ngang cổ hay là ngang miệng nữa nha. Thành ra cái bệnh táo bón là cái quan trọng nhất, nguy hiểm nhất để giải quyết. Thì trong trường hợp này nó đã rất rõ rồi. Thì thật ra thì cái bệnh táo bón không có khó trị tí nào cả, nhưng mà mình phải kiên trì. Mà một lần nữa, tức là chúng ta thấy cái cách mà chúng tôi đã nhắc lại chúng rất là nhiều lần, là chúng ta phải hiểu cái nguyên lý vận hành của các cái thân của mình, và luôn luôn nhớ rằng nó phối hợp với nhau rất là chặt chẽ, và nó liên quan với nhau cũng rất là chặt chẽ. Thành ra mình làm là mình phải làm đồng bộ với nhau hết thì mới có kết quả nhanh và hiệu quả lâu dài. Còn nếu như mình chỉ làm một phần thôi thì nó phải mất thời gian rất là lâu để mình thấy kết quả, và có kết quả rồi thì nó cũng không có last được long. Thành ra khi mà chúng ta muốn trị cái bệnh này á, thì cái trước hết là phải theo đúng cái chu kỳ sinh học này, tức là phải chịu khó sáng dậy sớm, phải chịu khó sáng dậy sớm, phải tập lại cái toilet training giống như mấy đứa nhỏ khi nó mới bắt đầu tập đi toilet vậy thôi. Còn nếu như mình không tập nó thì nó sẽ đi lung tung và nó trật giờ một cái là nó hút vào chứ nó không thải ra, và nó quen được một ngày là nó quen đến ngày khác. Đó là cái trước hết mình phải tập. Rồi kế đến là mình phải tập thêm cái gì? Thân thứ nhất, tầng thứ nhất. Tức là tầng thứ nhất thì gồm có vận động, xoa bóp. Thành ra mình bị cái nghề nghiệp ngồi nhiều quá cũng không xong, mà đứng nhiều quá cũng không được. Chế độ ăn uống của mình phải đầy đủ, tức là nó là cái tầng thô nhất, tức là phải đầy đủ những cái chất nhuận trường, những cái chất có chất fiber, chất xơ. Mà cái chất xơ ở đây cũng vậy, nó phải cân bằng. Nó phải cân bằng giữa chất xơ thô và chất xơ vi tế. Tại vì nếu mình cho quá nhiều cái chất xơ thô thì nó sẽ bị phản tác dụng, nó sẽ dính lại, nó sẽ kẹt lại. Đó.
Còn nếu mình không có cái xuất sơ thô, mà mình chỉ có cái xuất sơ vi tế không thôi, thì nó chỉ giúp cho hệ tuần hoàn tim mạch thôi, chứ nó không giúp cho cái hệ bài tiết được bao nhiêu cả. Thành ra mình rồi mình phải lắng nghe cơ thể của mình nữa. Có những người chịu được cái chất sơ nhiều, có những người ít, nhiều tí xíu là nó bắt đầu nó chướng cái gác, nó sinh ra và nó chướng bụng. Thành khi nó chướng bụng như vậy thì nó chướng phần trên thì nó thấp phần dưới. Nó mà càng sinh cái bụng mình ra bao nhiêu thì cái hậu môn mình nó lại bị thắt lại bấy nhiêu. Đó, thành ra chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình và phải quân bình cái chế độ ăn uống của mình có đầy đủ cái chất sơ và những cái chất để gây nhuận trường. Lấy ví dụ như mình có rất là nhiều, quý vị vào trong cái tập sang hình như cái tài liệu năm 2013 thì có tất cả những cái bảng đó. Tức là chúng ta thấy chẳng hạn như mình có chuối nè, phải không, đu đủ nè, trái bơ nè, rồi trái mận nè, rồi mình có rau á, thì mình có chẳng hạn những cái rau rất là lợi là chúng ta có rau răm, chúng ta có rau diếp cá, rồi mình có rau mồng tơi, mình có đậu bắp, mình có rau lan, đó rất là nhiều thứ để mà giúp cho nhuận trường. Rồi trái cây nữa thì mình có chuối, những cái hạt thì mình có cái hạt flaxseed, mình có hạt chia, vân vân, thì mình có rất là nhiều thứ để trị cái bệnh táo bón, chứ nó không có khó khăn tí nào cả. Rồi cái điểm thứ hai quan trọng hơn là cái tầm thứ hai, tức là mình phải tập ăn nhai cho kỹ. Tại vì mình cứ quan niệm rằng nhai kỹ chỉ để làm cho cái thức ăn nó nhiễm thôi, cái đó là cái hoàn toàn rất là sai lầm. Nếu như vậy bỏ máy xay sinh tố, xay cái sẹt một cái vô nuốt cho nó khỏe, phải không, cần gì nhai. Nhưng mà cái miệng của mình á, quý vị nên nhớ cái miệng của mình á là nó là đầu của cái hệ tiêu hóa. Cái miệng của mình nó là đầu của hệ tiêu hóa, tính về cái phần thô, nhưng mà nó lại là cái trung gian giữa tầng dưới và tầng trên. Thành ra khi mà mình ngồi mình nhai kỹ thì thứ nhất là nó sẽ tiếp nhận hết tất cả những cái thông tin từ bên ngoài đưa vào, thành ra nó sẽ báo về bộ chỉ huy được nhiều, được chính xác. Thì lúc đó bộ chỉ huy não bộ mình mới gửi ra cái lệnh, mới gửi ra được cái lệnh để mà điều chế sản xuất bao nhiêu cái men, bao nhiêu cái dịch để cho đúng điều đúng lượng. Rồi đối với cái phần dưới thì khi mà mình nhai kỹ như vậy á thì nó sẽ truyền cái lệnh xuống hết ở tất cả cái hệ thống đường ống của mình. Thành ra khi mà mình nhai kỹ như vậy thì nó sẽ báo động, nó cho biết hết phải xử lý như thế nào và mức độ ra sao, thành ra nó mới có sự chuẩn bị. Còn nếu không á là mình chỉ nhai cho nhanh, ăn rất nhanh thì thường bị táo bón, mà ăn nhanh thì thường ăn nhiều, mà lúc đó thì dịch tiêu hóa lại không có, sự chuẩn bị cơ bắp dưới này lại không có, thành ra mình dễ bị táo bón. Do vậy mà chúng ta thấy cái tầng thứ hai rất là quan trọng là phải nhai cho kỹ để tất cả những cái dịch sinh lý, những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa phải tiết ra đầy đủ, và tất cả những cái phản ứng nó phải xảy ra cho toàn diện. Thì như vậy chất tốt, dinh dưỡng được nhiều mà chất thải được ít. Còn nếu nó không có được đầy đủ như vậy thì chất dinh dưỡng ít mà chất thải nhiều thì nó lại quá tải của nó để nó xử lý, thành ra nó tù động lại, nó tích lũy lại. Rồi khi mà mình không ăn cho nó, nhai cho nó kỹ như vậy á thì thần kinh của mình nó sẽ không được thư giãn nữa. Mà thần kinh nó không thư giãn thì nó làm sao? Nó co thắt. Còn khi mình ăn chậm, ăn kỹ như vậy thì nó vừa tiếp nhận cái thông tin được đầy đủ, nó gửi về bộ chỉ huy được sung mãn, nó còn làm cho cái hệ thần kinh của mình được thư giãn ra, thì tất cả những cái cơ bắp thì quý vị thấy nó rất là nhạy. Thành ra mình chỉ cần mà hơi lo lắng một tí xíu, toát mồ hôi, phải không? Hay là nó bắt đầu nó co thắt cái cơ vòng của bàng quang ở hậu môn mình, có khi thì nó giữ lại luôn, có khi thì nó mở ra là mình không có kìm được. Đó, thành ra cái yếu tố thần kinh tâm lý nó ảnh hưởng rất mạnh tới các cái bộ phận đó. Mỗi buổi sáng lúc bụng đói uống khoảng 8 ao nước,
mật ong với giấm táo uống mỗi ngày như vậy có tốt không thưa thầy, hay chỉ nên uống một thời gian nào thôi? Ok, cái này thì làm được, cái này nói hôm trước rồi. Thưa thầy, con biết thầy không nhận câu hỏi nữa, nhưng vì việc này tối cần. Con có một cô cháu ngoại năm nay 13 tuổi bị dị ứng đậu phộng. Từ nhỏ đến giờ rất tội nghiệp, trước khi ăn một món gì phải cũng nhìn mẹ để cho phép, đi đâu cũng có một ống thuốc cấp cứu đem theo. Đến ngày expiry đấy thì vất đi, có lần chưa dùng một lần, giá của ống thuốc này cũng không rẻ. Bố mẹ cháu đang chuẩn bị đi chữa chích virus vào người cháu từng đôi nhỏ để trị liệu, có phần nguy hiểm nên mẹ cháu còn ngần ngừ, xin thầy cho con vài hàng chỉ dẫn cũng được. Thì thưa quý vị, thật ra thì chúng ta cũng có thể làm được nha. Tức là chúng ta có thể làm được thì cái phương pháp mà của cái phương pháp mà của y học hiện đại làm ngày nay, không riêng gì đối với bệnh này mà đối với tất cả các cái bệnh khác, là tất cả những cái thuốc mà khi mà nó không còn cái thuốc nào để điều trị nữa thì người ta phải dùng cái phương pháp này. Tức là nó gọi là desensitize. Desensitize tức là làm cho nó bớt nhạy cảm đi. Thì cái phản ứng dị ứng thì trở lại một lần nữa là chúng ta thấy ngày nay mình đang bị tất cả cái đời sống của mình, cái sự sinh hoạt của mình đang đi vào cái bất quân bình. Tức là mình đang đi vào cái sự rối loạn, cái sự thái cực, cái cực đoan. Thành ra chính vì cái cách sinh hoạt của mình, từ cái vấn đề lạm dụng khoa học kỹ thuật cho đến trong cái đời sống hàng ngày của mình vân vân, tức là cái gì mình sống nó cũng bị cái cực đoan hết. Thành ra cái phản ứng đối với cơ thể mình ngày nay cũng vậy. Cái hệ miễn dịch của mình nó không có cân bằng để mà nó điều phối, để mà nó làm việc cho hoàn chỉnh, mà nó đang đi vào hai cái thái cực. Một bên là bệnh suy giảm miễn dịch càng ngày càng gia tăng, thấy không? Từ cái vấn đề mà của bệnh HIV positive cho đến cái viêm gan siêu vi C, cho đến tất cả những cái bệnh sau này đó, thì một bên đó là suy giảm miễn dịch. Còn ngược lại bên kia là sao? Overactivate, tức là nó phản ứng quá mạnh, quá nhanh. Thì dị ứng là một trong những cái trạng thái của bệnh mà overactivate đó, tức là miễn dịch phản ứng quá nhanh. Rồi đến cái bệnh nữa là cái bệnh lupus, tức là cái bệnh mà cánh bướm, hay là những cái bệnh tự miễn, là nó sản xuất ra những cái kháng thể để nó tự tấn công con người của mình. Đó, thì khi mà mình hiểu cái nguyên nhân của nó như vậy thì nó có rất nhiều cái cách điều trị từ ngọn tới gốc. Cái cách điều trị của Tây Y là cách điều trị ngọn, tức là cho tiếp xúc từ từ ở một cái liều rất thấp để cho cơ thể nó làm quen. Cơ thể nó làm quen thì đây cũng là một cái nguyên tắc căn bản của phản ứng miễn dịch. Phản ứng miễn dịch để mình chủng ngừa đó. Thì cái này thì thật ra nó đòi hỏi cái thời gian cũng lâu dài. Mà cái sự cố gắng cũng rất là nhiều. Thì thật ra mà nói, nếu như mình đã hiểu cái nguyên tắc này rồi thì mình có thể kiên trì mình tự làm ở nhà được. Tức là bây giờ phải cho cháu nó, dù sao thì nó vẫn chưa có cái bế tắc như cái người lớn, chưa có bị rối loạn như người lớn. Nhưng mà có thể là do từ ở trong thai nhi, do từ cái thời kỳ mà lúc mà còn infant, tức là còn bé, tức là quá trình phát triển của các cái cơ quan nội tạng và các cái nội tiết tố nó đã bị bất quân bình, nó đã bị rối loạn rồi. Nó đã bị rối loạn từ ngay trong thai bào cho đến lúc mà nó ra, những cái năm tháng đầu đời. Thành ra bây giờ nó sẽ khó hơn, nhưng mà mình vẫn có thể làm được. Tức là phải có một cái thời gian, bây giờ dĩ nhiên là không bắt cháu nhịn hoàn toàn như mình được, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao cho ăn lại một thứ thức ăn thật là đơn giản. Tức là cho ăn những cái thức ăn thiệt là sạch, thiệt là đơn giản. Lấy ví dụ thì cái này đòi hỏi phải phân tách, phải giải thích cho bé nó hiểu. Tại vì 13 tuổi thì bắt đầu có ý thức rồi, 13 tuổi bắt đầu có ý thức. Và nó có cái lợi điểm là gì?
nó có cái đặc điểm là đang cái tuổi này là tuổi dậy thì cái học môn nó phát triển rất mạnh. Nếu như mình biết ứng dụng ngay cái thời điểm này thì có thể nó sẽ vượt qua và nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tái lại. Đó, thì giống như cái tình trạng mà chúng tôi nói ngày hôm qua quý vị, là cái người mẹ mà khi mang thai cũng vậy, tất cả những bệnh tật gì đó mà trước khi mang thai bị, thì trong cái thời kỳ đầu của mang thai thì hầu như nó biến sạch sẽ, có khi cho đến hết cái chu kỳ thai, nhưng mà sanh ra xong cái thì sau đó nó trở lại. Thì cái ưu điểm của bé này là đang cái tuổi dậy thì, thành ra nếu như mình chỉ cần kết hợp thêm một tí xíu thôi thì cái growth hormone nó sẽ phát triển và nó sẽ override hết tất cả những cái tín hiệu cũ lúc trước kia. Thành ra bây giờ phải cho cháu, phải giải thích cho kỹ và tập lại cái chế độ ăn thật là đơn giản. Thật là đơn giản, và trong chế độ ăn đó mình phải sử dụng những cái chất để tẩy rửa luôn. Tức là chẳng hạn như sử dụng cà rốt, củ dền, dưa leo, những cái thứ để nó tẩy rửa, mà vừa làm thức ăn nhưng mà thật là đơn giản trong cái cách chế biến. Để làm gì? Để cho cơ thể nó vừa thảy hết những cái gì ở trong người nó ra, và nó thực tập tiếp nhận lại những cái gì mới tinh khôi mà thực sự là đơn giản. Đó. Và hạn chế hết tất cả những cái thứ gì có thể gây nên những cái độc tố. Lấy ví dụ như vấn đề thịt. Tất cả những cái thứ thịt cá ngày nay hay là những cái sản phẩm chế biến ngày nay, thì mình hạn chế hết tất cả những cái đó đi. Thì khi mình làm được như vậy một thời gian, thì chỉ trong vòng bây giờ là 13 tuổi thì cái học môn nó đang phát triển rất mạnh, cho tới 14, 15, 16 nó bắt đầu nó giảm dần rồi. Đó. Thì như vậy có thể là nếu mà làm đúng đắn, là kết hợp với bé mà biết thực tập mà những cái thời gian thư giãn ra, tĩnh tâm ra, thì có thể là trong vòng vài tháng có thể là nó sẽ phục hồi lại được. Sau khi mà mình thấy nó êm, nó không bị dị ứng những thứ khác rồi, thì mình sẽ trở lại là mình dùng cái phương pháp đó, tức là cho tiếp xúc mỗi thứ một ít một ít một ít đó. Và trong cái khi mà mình cho tiếp xúc thì trở lại là tùy theo cái sự hiểu biết và xả bỏ chất của đứa bé. Có khi là bây giờ mình phải thực tập cho nó ăn mà không nói cho nó biết. Nghe. Cho nó ăn ở một cái liều rất nhỏ nhưng mà không nói cho nó biết. Thì như vậy nó sẽ không bị cái tâm dính mắc để mà nó connect lại. Thì sau khi mình thử được một vài lần như vậy, mình tăng cái liều lên từ từ đến khi nó quen rồi, thì lúc đó mình mới báo cho nó biết là trong cái thời gian bao nhiêu tháng nó đã tiêu thụ từ cái liều nhỏ đến liều lớn không có gì. Thì lúc đó là tự nhiên nó đã có cái niềm tin và nó thử lại được, và bây giờ cơ thể nó đã có đủ sức để chịu đựng rồi. Đó, thì lúc đó mình mới nên báo. Thành ra đó là cái cách điều trị không riêng cho cái bệnh này, mà cho tất cả những cái trường hợp bị dị ứng những cái thức ăn rất là nặng như vậy. Thưa thầy, cách điều trị bệnh hở van tim, cái này tùy theo cái tình trạng nặng hay nhẹ. Nếu mà cái tình trạng nhẹ thì mình phải làm cái thanh lọc, tại vì hở van tim này á, nó có nhiều cái nguyên nhân, mà một trong những cái nguyên nhân ngày nay là gì? Tức là thứ nhất là do cái cơ nó không có làm việc chuẩn, thành ra nó không có đóng mở, cái cơ nó bị cứng quá, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp qua cái gan, tại vì gan chịu trách nhiệm về gân cốt cơ nhục. Cái thứ hai, tức là chẳng hạn như do cái chất mỡ, do những cái chất mỡ của mình nó đóng nhiều quá, thì trở lại cái này nó cũng liên quan đến chế độ ăn uống và cái gan của mình. Cái thứ ba nữa, tức là những cái yếu tố mà trong máu, mình gọi là những cái yếu tố đông máu đó, những cái chất, những cái sợi fibrinogen, những cái mà để nó kết lại, nó làm thành cái cục bùi nhùi hay là cái nút chai, để khi mà mình bị đứt mạch máu nó đóng lại cho mình để nó cầm máu, thì những cái chất liệu đó do gan tạo ra, thì khi mà rối loạn chức năng gan thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới những cái van, những cái chỗ mà nó rất nhỏ mà nó đóng mở. Rồi một yếu tố nữa là, tức là khi mà nó là một cái nguyên nhân nhưng mà nó cũng có là hệ quả, tức là bất cứ một cái nguyên nhân gì đó làm cho cái dòng dịch của mình, tức là làm cho dòng máu của mình lưu chuyển chậm lại, thì mình nhớ rồi,
Khi mà nó lưu chuyển chậm lại thì chuyện gì xảy ra? Rong rêu phát sinh, phải không? Rong rêu phát sinh, những cái loài vi sinh nó phát triển. Thì ở đây cũng vậy, khi mà cái dòng máu mình chảy chậm thì những cái đường, những cái chất dinh dưỡng nó sẽ bám lại đó. Nó bám lại đó, nó làm kẹt. Và cũng vì nó chảy chậm như vậy, những cái chất dinh dưỡng bám đó thì những con vi sinh, những con vi sinh nó sẽ bám lại đó, thì nó sẽ tích tụ lại và nó làm cho cái van của mình đóng không kỹ. Thành ra nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà đó là những cái nguyên nhân khá phổ biến. Thì trở lại là mình chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn của mình. Sau khi thanh lọc xong thì mình điều chỉnh chế độ ăn của mình. Thì trong chế độ ăn đó thì cái gan của mình là cái quan trọng nhất. Mình phải làm sao phục hồi cái chức năng gan của mình, khai cho nó thông. Thì lúc đó nó sẽ giảm. Vận động, hít thở cũng vậy. Tức là khi mà mình không, khi mà mình không hít thở đủ cái dưỡng khí à, khi mình không hít thở đủ dưỡng khí thì bắt buộc cái gì? Tim nó phải làm việc nhiều hơn, nhanh hơn. Thì khi nó làm việc nhiều hơn, nhanh hơn thì nó chưa kịp co bóp để nó co giãn. Thì thứ nhất là khi nó làm việc nhiều hơn, nhanh hơn là càng ngày nó càng đuối rồi, thấy không? Thứ hai nữa là khi mà nó làm nhanh hơn, nhiều hơn như vậy thì nó sẽ chưa kịp đóng, chưa kịp mở, thành cuối cùng nó sẽ trở nên nó có cái khoảng hở đó. Thành ra cái hít thở mà không đủ, không sâu cũng tạo nên cái vấn đề đó. Làm sao ngủ để đừng có ngáy? Làm sao cho hết ngáy? Nghỉ thở. Đơn giản nhất là nghỉ thở. Tại vì chỉ còn đường không khí, khi nào không khí còn đi vào đi ra thì nó sẽ còn bị. Còn cách thứ hai nữa, không muốn nghỉ thở, tức là phải khai thông cái đường ống. Thì khai thông đường ống thì quý vị biết rồi, tức là từ cái phương pháp thanh lọc của mình cho đến chế độ ăn uống, cho đến chế độ tập luyện, phải làm sao cho cái phần đường ống của mình, cái phần đường ống của mình nó phải được thông tất cả những cái đường ống thở của mình, từ trên mũi cho đến qua cuốn họng cho tới cái phế quản, khí quản của mình, vân vân, nó đi xuống dưới đó là nó phải thông hết. Thì như vậy bắt buộc chúng ta phải tuân thủ trở lại bốn cái nguyên tắc của bốn tầng năng lượng này, từ chế độ ăn uống đến chế độ tập luyện, đến cái hít thở, đến cái thanh lọc. Thì làm sao làm? Mình đã học quá nhiều rồi. Đừng để cho nó bị co thắt, đừng để cho nó bị chậm lụt, đừng để cho chất dịch nhầy nó ra. Tức là luồng không khí đi ngang không bị cản trở thì nó sẽ không tạo ra cái âm thanh đó, thấy không? Cây tóc rối chữa bệnh ung thư vú còn có tên gọi khác không? Cái tên của nó là nó cây ngải gì đó chúng ta không biết, nhưng mà được cái tên đơn giản đó là nó cây tóc rối, tại vì hai cái lá nó mọc lên nó có dính chồng lại với nhau. Thì như vậy mình chỉ nhìn thấy nó là mình biết nó rồi, cần chi gọi tên gọi chi, phải không? Mình nói chỉ cái cây lan mà cái lá nó lên nó có dính chồng lại với nhau, nó rối lại với nhau, thì nhìn cái hình, nhìn cái tướng nó là biết rồi, khỏi cần gọi tên, nó dính mắt cơm lắm. Câu kế tiếp, lá cây lược vàng nếu mình không có bệnh có thể nhai nó được không? Cái này nó sử dụng vừa làm cái phương pháp phòng bệnh hay là trị bệnh nên, thành ra mình có thể sử dụng được. Chỉ có cái là với cái liều phòng bệnh thì mình dùng thưa hơn là cái liều của trị bệnh thì thôi. Nhưng còn đây là một cái phương pháp để giải độc nha. Nó là một cái, nó là một loại phương pháp để giải độc, để khai thông. Thành ra nó dùng cái nguyên tắc là phòng bệnh hay là để khai thông, để giải độc nhiều hơn là để trị bệnh. Nó trị tất cả các bệnh, chứ còn nếu mà cụ thể bệnh tiểu đường thì nó không có, nó không có chuyên, là tại vì mình đã nói là bốn cái chất căn bản để trị bệnh tiểu đường là chất chua, chất chát, chất đắng và chất nhầy. Thì cái lá lược vàng nó chỉ có hơi hơi nhầy nhầy thôi, chứ nó cũng không chua, nó cũng không chát lắm, nó cũng đắng lắm. Thành ra nó chỉ có hơi nhầy nhầy tí xíu thôi. Chủ yếu của nó là để nó khai thông,
thì nó làm cho cái dòng máu nó lưu chuyển nhiều hơn, thì như vậy cái chất đường nó không tù đọng lại thôi, thành ra nó chỉ giúp được rất ít trong bệnh tiểu đường và tùy cái cơ địa hay tùy cái bệnh lý, chứ không phải là cho tất cả mọi người bị tiểu đường. Câu thứ năm, con gái của con bị bệnh mãn kinh sớm, y khoa định bệnh như vậy, nó bị mất kinh nay đã 7 năm rồi, cháu năm nay 21 tuổi, làm sao chữa được bệnh này? Mất kinh đã 7 năm rồi thì khó rồi ha. Mất kinh mà đã 7 năm thì khó rồi. Chẳng hạn như một là nếu mà nó có, nó mất đâu khoảng 1-2 năm á, hay là thỉnh thoảng trong vòng 1-2 năm nó có một lần á, tức là trong một năm nó có được một lần, hai lần thì còn hy vọng. Chứ còn bây giờ đã 7 năm nó mất rồi thì coi như nó đã tịt, nó đã bị thấp lại, nó đã bị chết rồi đó. Thưa thầy, con 70 và chỉ bệnh cao huyết áp, mấy ngón tay của con cảm thấy đau và tê cứng. Rồi thanh lọc đi, thanh lọc đi thì sẽ hết. Làm sao để chuyển hóa tình trạng hot flash và rỗng xương trong thời kỳ mãn kinh mà không cần dùng thuốc? Thứ nhất, sử dụng đậu nành ha. Mà đậu nành quý vị nên làm cái đơn giản nhất, tức là mình chỉ xay sữa mình uống thôi, chứ không cần làm tàu hũ, làm tiểu huyết gì cả. Trong cái chế độ ăn đậu nành cũng vậy, tức là mình chỉ ngâm nó lên, mình hầm nó cho chín, rồi mình xào, mình làm đồ mặn, đồ kho gì đó, chứ đừng có cần làm tàu hũ cũng được. Tức là càng ít chế biến bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái thứ hai là sử dụng cái hạt flaxseed. Cái thứ hai là flaxseed. Thì flaxseed quý vị nhớ là đừng có mua cái nó xay sẵn, mua cái còn nguyên hạt ha. Mua cái còn nguyên hạt và về nhà của mình xài tới đâu xay tới đó. Chỉ được để 3 ngày đến 5 ngày, tối đa là một tuần lễ thôi, mà phải để trong tủ lạnh ha. Phải đậy cho nó kín và phải để tủ lạnh. Mỗi ngày sáng 3 đến 4 muỗng, tối 3 đến 4 muỗng cho vào nước quậy uống. Rồi dễ gì đâu khó. Teaspoon à. Rồi cái thứ ba nữa là sử dụng rong biển. Rong biển là những cái loại rong biển tốt của Đại Hàn đó nha, chứ không phải là mấy cái rong biển mà lá li ti, tức là lá lớn, lá dày mà cái loại màu xanh đó nha. Thì như vậy mỗi ngày, mỗi tuần mình phải có 2 đến 3 bữa ăn là có rong biển trong đó. Thì như vậy là mình. Rồi cái thứ tư nữa là cố gắng tập thể dục đều đặn mỗi ngày, tối thiểu là 30 cho tới 45 phút à, đi ra ngoài chạy nhảy một tí xíu, chứ không phải là chỉ đi bộ thiền hành như mình. Đi thiền hành như mình chỉ là đi chơi thôi à, sau đó là mình phải tập khua tay múa chân, hay là như chị Tuệ Hiền đó, leo lên cầu thang 10 tầng lầu. Nếu mà muốn sống 108 tuổi thì phải leo lên 108 tầng, một ngày 108 lần. Cái phổ tai á, còn của Đại Hàn nó làm miếng miếng mỏng mỏng khô là không hay á, tốt. Nó có rất là nhiều loại. Nó có rất là nhiều loại. Có loại nó chế biến sẵn, mình bỏ vào trong súp nó nở ra. Nhưng mà cái loại nào mà nó dày, nó giòn, nó cứng ha, là những nó dai á, thì những đó cái loại đó nó tốt. Và những cái loại nào màu nó xanh á ha, thì nó có rất là nhiều cái size khác nhau đó. Từ cái là bằng nửa cái ngón tay của mình, cho tới bằng ngón tay, cho cái lá nó bằng bàn tay hay là hơn nữa. Thì nó có rất là nhiều loại. Thì nói chung là những loại đó, cái loại càng lớn bao nhiêu, càng dày bao nhiêu, thì cái lượng calcium và mineral của nó càng nhiều bấy nhiêu. Còn những cái loại vi tảo thì nó lại có những cái yếu tố khoáng vi lượng nhiều hơn là cái mineral đó. Không, không có xài mấy thứ đó. Xin thầy chỉ cho cách trị bệnh allergy. Rồi cái này mình nói hoài rồi, thanh lọc đi nhiều.
Thưa thầy, ngồi sauna và steam room, thứ nào tốt hơn và nên ngồi bao lâu? Sauna tốt hơn steam room nha. Yeah. Nhưng mà nếu nói rồi, tức là cái sauna này phải là cái sauna thật. Yeah. Thế là cái sauna thật thì tốt hơn hết. Và trung bình thì mình chỉ nên chừng 15 cho tới 20 phút thôi, tối đa là nửa tiếng, chứ không có hơn. Và nó cũng tùy, nha, nó phải tùy, tức là mình phải tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình. Lấy ví dụ như mình thấy trong người mình nó tích lũy cái nước nhiều, nó âm khí nhiều, nó làm cho mình bị nhức nhối, làm cho mình bị phù nề. Thì mình ngồi được nửa tiếng, 45 phút. Nhưng mà nếu mà cái người mình nó chỉ mới bị cảm thôi, ha, nó mới bị cảm nước, nó mới cảm lạnh thôi, mà mình người mình nó ốm o mà mình ngồi lâu quá nó mất nước thì nó sẽ mất chất điện giải, thì như vậy nó sẽ phản tác dụng đó. Thành ra mình phải xem cái cơ địa của mình và cái tình trạng bệnh lý của mình, chứ nó không có cố định. Câu kế tiếp, bình thủy điện đun nước sôi để suốt ngày có nên không ạ? Tiện và lợi, nhưng mà mặt trái nó sẽ có, nghe không? Con nghe nói ổi rất tốt cho những người bị tiểu đường và còn giúp làm xanh bắp thịt sau khi tập thể dục, vậy nên ăn cả hộp hay bỏ hộp vì sợ táo bón? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Đúng, cái ổi thì nó trị bệnh tiểu đường, nha. Nó trị bệnh tiểu đường, nó trị bệnh đúng nguyên tắc, nó sẽ trị bệnh táo bón, nha. Nếu như mình nhai cho kỹ, nhai cho nát. Còn nếu như mình nhai không kỹ thì nó sẽ gây táo bón. Thành ra tùy theo, nếu mà mình thấy mình nhắm nhai không kỹ ha, thì nên bỏ hộp. Tức là mình xay nước ra đi, xong mình lọc nó ra, là tại vì nó có khả năng bị kẹt trong gan hay là kẹt trong các cái đường ống của túi mật hay là trong ruột thừa của mình. Thành ra nên xay và bỏ hộp đi. Xin thầy chỉ cho con cách pha chế gạo, nước gạo lứt và xả để thay thế. Thì cái này, cái nước này sử dụng cho tất cả những trường hợp đau nhức, nha. Tất cả những trường hợp bị đau nhức, bị viêm khớp, bị ung thư, ung bướu. Tức là mình lấy, quý vị ngâm riêng nha, ngâm riêng và rang riêng, chứ không có ngâm chung, tại vì kích thước của mỗi loại khác nhau. Thứ nhất là gạo lứt, thứ hai là đậu đỏ, thứ ba là đậu đen. Và mình ngâm nước tối thiểu là qua đêm 6 tiếng. Sáng hôm sau mình chỉ vớt nó lên cái rổ cho nó ráo nước thôi. Xong rồi rang từng thứ một, chứ không có rang chung được, ngâm riêng và rang riêng. Thì mình cứ bỏ bên chảo, mình rang từ từ, lửa vừa phải, chứ không để lửa thấp quá thì nó sẽ không có nở ra, và nó không đủ cái độ dương. Mà lửa lớn quá thì nó nổ tan bằng, là nó sẽ không có chín ở bên trong, nó không có ra được cái chất. Thành ra mình để lửa vừa phải. Thì khi mình rang á, khi mình rang xong rồi á, thì mình đổ ra những cái thố bằng thủy tinh hay là bằng sành, bằng sứ gì đó, mình để cho nó nguội. Thì lúc đó mình mới trộn đều ba thứ lại với nhau. Mình cũng có thể để riêng cũng được, để riêng ba hũ cũng được, nhưng mình có thể trộn đều ba thứ lại với nhau. Và mỗi ngày thì mình lấy khoảng 3 muỗng canh á. Mỗi ngày mình lấy khoảng 3 muỗng canh cho tới 5 muỗng canh, tùy theo là mình muốn uống đặc hay uống lỏng, tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình là nặng hay nhẹ. Thì mình lấy từ 3 đến 5 cái muỗng canh, mình cho vô khoảng 2 lít nước. 2 lít nước mình nấu nó sôi lên và mình để nó riu riu lại khoảng 10-15 phút thì nó còn khoảng 1 lít rưỡi, 1 lít 8 gì là đủ mình uống một ngày. Đủ mình uống một ngày. Nếu mình nhắm mình uống ít hơn thì mình có thể nấu khoảng chừng 1 lít rưỡi thôi. Rồi mình nó cô lại là còn khoảng 1 lít 3, lít 3, lít 4 là tối đa. Thì như vậy nếu thiếu mình uống thêm lít thường. Thì sau khi mình nấu cho nó sôi, mình để lửa riu riu cho nó ra chất như vậy rồi á, thì bên này mình có một cái bình thủy lớn và mình lấy một tép sả tươi, xong mình rửa sạch, mình cho vô cối, mình giả thịt nát, xong rồi cho cái sả nó vô bình thủy và mình chế cái nước mà mình đã vừa nấu sôi nó vô bình thủy đó, mình hãm lại
và cứ thế là mình uống đều đặn trong ngày. À. Xin thầy cách nghĩa thêm về phương pháp nhai dầu, phương pháp đó có những ưu và khuyết điểm gì? À, phương pháp nhai dầu á, thì nó kết hợp cả hai cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất đó là sử dụng cái chất dầu mà mình nên sử dụng cái dầu mè ha. Thì như chúng tôi nói quý vị là dầu mè nó có cái lịch sử trị bệnh khá lâu dài. Nó không những nó trị bệnh mà nó còn có khả năng chuyển hóa bệnh. Là tại sao? Nó có khả năng thẩm thấu vào trong các cái tuyến nội tiết của mình để kích thích và nó reset lại cái sự tổng hợp của các cái nội tiết tốt. À, thì cái đó là cái ưu điểm của dầu mè. Cái kế niệm là nó có khả năng giúp cho cái tiến trình healing của mình nhanh hơn. Chẳng hạn như quý vị bị đứt tay, bị chảy máu hay bị phỏng, bị vết thương, thì khi quý vị đưa vào nó thì nó sẽ liền da nhanh hơn. Nó cũng có tác dụng giống như cái nghề vậy đó. Cái thứ ba là nó có khả năng sát trùng. Nó có khả năng sát trùng, như vậy nó cũng có cái tính kháng khuẩn. Thành ra khi mình sử dụng dầu mè, nó sẽ tốt hơn tất cả những loại dầu khác. Ngoài ra nó còn rất là nhiều cái tính năng khác, nhưng mà mình chưa có thể chứng minh một cách cụ thể, như đó là những cái tính năng rất là rõ rệt. Thì khi mình sử dụng cái phương pháp nhai như vậy, với cái dầu như vậy, thì trước hết là nó sẽ giúp cho mình làm sạch răng miệng của mình là trước hết. Làm sạch răng miệng, rồi healing cho mình. Xong rồi nó sẽ đi vào các cái tuyến nội tiết trung ương của mình, là từ đây nó đi vào cái tuyến giáp tràng, từ đây nó đi vào cái tuyến mang tai, và từ đó thì nó sẽ đi vào cái tuyến yên, cái tuyến yên của mình. Đó là những cái tuyến nội tiết mà khá căn bản nằm trên cái phần mặt đầu của mình. Kế đến là nó sẽ đi vào, nó kích hoạt cái tuyến nước bọt của mình. Thì chúng ta đã học trong mấy cái khóa trước rồi, tức là cái nghệ thuật nhai nói chung. Cái nghệ thuật nhai nói chung là ngoài vấn đề kích thích cái tuyến nước bọt để tiết ra cái dịch là nước bọt, đó là một cái dịch kiềm tính nhất trong cơ thể mình. Và nó lại như nãy chúng tôi nói quý vị đó, là cái động tác nhai nó là cái cửa ngõ đầu tiên của hệ tiêu hóa, và nó điều khiển hết tất cả những cái hệ thống đường ống dưới nó. Thành ra chính cái động tác nhai đó nó sẽ giúp cho điều khiển và quân bình hết tất cả những cái rối loạn ở đường dưới đó. Rồi khi mà mình nhai như vậy thì nó lại có cái phản ứng ngược lại trên cái phần trên, tức là nó đi vào cái thần kinh, nó đi vào cái tuyến tùng, nó làm cho mình được an thần, nó làm cho mình kích hoạt được cái tuyến tùng, là cái tuyến rất là quan trọng, để nó tiết ra cái endorphin, là một cái loại thuốc giảm đau cực kỳ mạnh. Và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho mình phát triển được cái tuệ giác và cái tâm linh của mình, bởi vì tuyến tùng nó là cửa ngõ giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Thành ra cái phương pháp nhai dầu mè này nó sẽ giúp cho mình không những là làm sạch cái đường tiêu hóa, hô hấp, nó còn giúp cho mình là trị hết tất cả những cái tổn thương của vùng răng miệng, hay là cái vùng tuyến giáp tràng của mình, cái vùng tai mũi họng của mình. Nó giúp cho mình điều chỉnh lại các cái nội tiết tố, tức là các cái tuyến nội tiết cũng như thần kinh của mình. Câu kế tiếp, hôm trước hỏi thầy về sạn chân, xin thầy chỉ rõ về cách massage hai bên chân và đầu gối và phương pháp ngâm chân vào nước muối. Cái này nói rồi mà, thì bây giờ nhắc lại với đại chúng là mỗi ngày á là mình phải ngâm nha 2 lít nước, thì chúng ta cho vào đó là 3 đến 4 muỗng muối biển hay là muối Epsom salt. Nhưng mà muối biển thì nó có cái công năng mạnh hơn là cái muối Epsom salt. Cái thứ hai là sau khi mình nấu sôi xong, tan hết cái muối rồi, mình nhắc xuống và cho vào đó thêm 2 muỗng canh cái baking soda và khoảng 2 đến 3 muỗng giấm. Rồi mình để từ từ mình ngâm nó vô, lúc đầu nó nóng
Nhưng mà mình rút nó ra thì ngâm vào, rút ra đến khi nào mình thấy đủ cái sức nóng mình chịu đựng được thì ngâm vào đó tối thiểu là 15 phút mỗi đêm. Thưa thầy, muỗng cà phê là muỗng súp? Muỗng canh, muỗng súp. Hai baking soda. Rồi khi mà mình massage thì mình sẽ massage dọc theo mấy cái đường kinh, tức là từ sau cái xương cùng của mình đó, ha, mình sau cái xương cùng và cái xương chậu của mình đó, cái điểm lõm này mình sẽ đánh dọc xuống qua khỏi cái nhường chân của mình, ha, qua khỏi cái nhường chân của mình thì mình sẽ thấy nó đi xuống cái khoảng giữa cái bắp chuối của mình thì nó vào ở bên trong, ha, nó vào bên trong mà mé sau cái xương quai một tí xíu thôi, thì nó sẽ nằm gần cái địa điểm của cái huyệt tam âm giao á, tức là cách mắt cá mình ba cái đốt tay. Thì nói chung là mình đẩy dọc theo cái đường kinh này mà mình thấy nó tụ lại chỗ nào nó hơi phù, nó hơi đau thì những cái điểm đau đó là những cái điểm bế tắc của nó. Rồi hai chân mình kiểm tra thì cái chân nào đau thì mình làm cái chân đó nhiều. Có khi cái chân bên này bị sạn nhưng mà cái chân bên kia nó đau, nên có khi nó sẽ là cùng một bên, thành ra mình phải kiểm tra cả hai bên và cái bên nào đau nhiều thì mình tác động vào bên đó nhiều hơn. Xoa xung quanh cái vùng mắt cá trong, ha, xoa xung quanh vùng mắt cá trong, rồi xoa ở cái huyệt dũng tuyền ở dưới lòng bàn chân, ha, ngay giữa cái phần lõm của bàn chân đó, ở dưới lòng bàn chân, huyệt dũng tuyền là ngay cái chỗ lõm nhất ở trên ngay đây. Rồi nếu mình lật lên cái mu bàn chân của mình giữa ngón cái và ngón trỏ, mình đi vào một tí xíu thì ngang cái khoảng này, thì cũng vậy, trong cái khe hở này mình bấm vào, nếu mình thấy đau cái chỗ này thì mình dây bóp cái huyệt này. Thành ra cái này mình có thể để hai cái ngón tay, ngón cái và ngón trỏ, một cái ở trên, một cái ở dưới, à, mình xoa bóp nó, hay là mình lấy ngải cứu mình đốt nó trước rồi sau đó mình dây bấm cho nó. Rồi câu kế tiếp là ngâm nước muối chữa đủ loại đau nhức hay sao? Không hẳn, tức là nó chỉ giải quyết cái phần thông kinh mạch thôi. Thì khi mà thông kinh mạch thì nó sẽ giúp với cái sự bế tắc, nó sẽ giúp với cái sự bế tắc. Còn cái quan trọng là mình phải tìm cho ra cái gốc bệnh. Và chúng ta đã biết rồi, tức là chẳng hạn như chế độ ăn của mình có nhiều chất đạm, có nhiều chất đường, có nhiều chất lạnh vân vân, thì nó cũng là cái nguyên nhân gây đau nhức. Rồi thiếu vận động, ăn thức ăn có nhiều calcium, uống nhiều calcium supplement, hay là mình ăn thức ăn chế biến nhiều thì nó làm cho cái calcium nó bị tù động lại cũng vậy. Thành ra nó có rất nhiều cái nguyên nhân và mình phải trị cái gốc bệnh chứ không có trị cái ngọn. Cái phương pháp này chỉ trị cái ngọn là chủ yếu. Thanh lọc ở Việt Nam có celery root, black radish, thế loại nào? Thì cái này thì chúng ta thêm nếu mà có cái cần tây ở trên, cái cầm ở trên thì mình sử dụng được. Còn không thì mình thêm cái dưa leo, thêm cái dưa leo. Và mình sử dụng cái củ cải trắng. Ở Việt Nam mình thì có củ cải trắng. Thì củ cải trắng Việt Nam mình thì cái mùi nó cũng khá nồng đó. Thì mình thích sử dụng cái củ cải trắng được và sử dụng cái dưa leo nhiều hơn. Trong lúc nhồi mà vẫn làm việc có bất tác dụng không? Ngậm dầu mè mà vẫn làm việc, tức là mình phải tập trung, mình phải nhai. Cái này là phải nhai chứ không phải ngậm nha. Ngậm thì tác dụng nó rất là thấp nha. Mình ngậm tác dụng nó rất là ít. Chỉ mình phải nhai thì nó mới được gấp 5, gấp 10 cái lần tác dụng. Còn ngậm thì tác dụng rất là ít. Mà vừa làm việc mà vừa nhai thì coi chừng. Uống nhiều củ dền có bị sạn thận hay không? Củ dền thì không sợ sạn thận, nhưng mà chỉ sợ loãng máu và tụt huyết áp nha. Sẽ bị loãng máu và xuất huyết, tụt huyết áp thôi, chứ nó không có sợ là bị sạn thận.
ăn hay uống vào vừa xong là bị ở lên mùi thức ăn, chữa bằng cách nào? Thanh lọc cơ thể ăn trong chánh niệm. À, cái này nó bị tắt thì nó không xuống được, thì nó dội lên ở là chuyện bình thường. Rồi với cái nữa là cái này cũng có nhắc đại chúng là gì? Thứ nhất là ăn trong chánh niệm là quan trọng, tức là ăn thịt chồng, nhai thịt khỉ thì mình sẽ ăn ít hơn. Cái thứ hai nữa, khi ăn trong chánh niệm thì nó còn nhiều thứ lắm, tức là không coi tivi, không đọc báo, không nghe radio, không xài phone. Và khi ăn trong chánh niệm như vậy thì mình sẽ biết rằng mình sẽ không có uống nước, và đặc biệt là uống nước lạnh và nước có ga, là đó là cái nguyên nhân chủ yếu nữa, thành ra không được uống nước lạnh và nước có ga. Rồi thôi, còn cái đống này sẽ mắc nợ tới ngày mai, không nhận nữa nha. Rồi thôi, mời đại chúng trở lại. Dĩ nhiên là nếu như mà mình vẫn còn bị kẹt, mình vẫn còn bị lệ thuộc, thì cái thịt là organic thì nó vẫn đỡ hơn nha. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngày nay thì chúng ta thực sự không cần chất đạm nhiều nha. Mình bị cái dính mắc rất nhiều là mình phải bị lệ thuộc vào chất đạm, chứ còn trên 30 tuổi rồi là mình không còn lớn nữa, là cái foundation của mình, cái nền tảng nó đã xong rồi. Thành ra mỗi ngày nó sẽ tiêu hủy bớt và nó sẽ recycle, tức là nó sẽ tái tạo trở lại, nó sẽ sử dụng lại, thành ra mình không có cần nhiều cái chất đạm. Cái điểm thứ hai nữa là cái chất đạm mình có trong thực vật rất nhiều nha. Cái thực vật nó có chất đạm có khi còn cao hơn cả động vật đó. Thành ra đừng có nghĩ là chỉ có chất đạm động vật mới nuôi sống mình được. Rồi thôi, mời đại chúng trở lại ngồi thật là ngay ngắn, thoải mái và an ổn. Lắng nghe hơi thở của mình.